Dù bị cáo Châu Thị Thu Nga được dẫn giải đến từ rất sớm nhưng mà cho đến 9 giờ sáng nay phiên tòa mới chính thức bắt đầu. Trong buổi sáng, hội đồng xét xử đã công bố các quyết định đưa vụ án ra xét xử, kiểm tra căn cước các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bị hại của vụ án. Theo bản án sơ thẩm, dù dự án chưa được phê duyệt, quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng từ năm 2009 đến giữa năm 2013, Châu Thị Thu Nga và đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng, cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên, các bị cáo đã không có nhà để bàn giao cho hàng trăm bị hại như cam kết. Số tiền thu được từ các bị hại trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, bị cáo Nga mới trả lại được 28,7 tỷ đồng cho 43 người. Số tiền còn lại là hơn 348 tỷ đồng cựu chủ tịch Housing Group đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Châu Thị Thu Nga cho rằng cả tội danh và mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bà là quá nặng và không đúng. Theo bị cáo, bà không phải là người chỉ đạo, chủ mưu lừa đảo như tòa cấp sơ thẩm quy kết. Từ đó bà Nga kháng cáo toàn bộ các quyết định tại bản án sơ thẩm và mức hình phạt tù chung thân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như trách nhiệm dân sự khi phải bồi hoàn 54 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 8 ngày.